Võ luyện đỉnh phong tập 46, chúc các bạn xem video vui vẻ. Sau khi nghỉ ngơi tầm nửa ngày, ba người lại khởi hành, bước tiếp lên những bậc thang không biết đích cuối. Thời gian chầm chầm trôi qua, ba ngày sau, trong đám đệ tử của ba phái đã có rất nhiều người không thể tiếp tục bước lên trên được nữa, lục tục nhảy xuống. Tuy rằng không thể đi tới đỉnh cao nhất, nhưng những người này lại không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại là thấy hưng phấn, vui mừng, bởi vì số người này, trong quá trình khảo hạch dù ít dù nhiều cũng đã có được thứ tốt, có rất nhiều người đã đột phá được cảnh giới của bản thân. Điều này đương nhiên làm cho họ vui vẻ. Ngày thứ tư, càng có thêm nhiều người bỏ cuộc, hoặc là trên trán tràn đầy mồ hôi, nhiệt khí đầy người, hoặc là lạnh run, hàn khí kinh người. Đám người này sau khi khôi phục lại còn muốn tiếp tục tiến vào trong quầng sáng đó. Nhưng lúc này đây, bất kể họ dùng biện pháp nào cũng không thể xông qua quầng sáng, để đi lên cầu thang nữa. Ý thức được điều này, mọi người mới biết được cơ hội chỉ có một lần, khi đã bỏ lỡ rồi liền không thể có được nữa. Điều này làm cho không ít người tiếc hận khôn nguôi. Mỗi người đều nghĩ nếu mình có thể kiên trì hơn nữa ở trong đó, chỉ sợ sẽ càng đạt được nhiều thứ tốt hơn. Khảo nghiệm trước mắt là thế, trong cuộc đời chẳng phải là cũng có rất nhiều chuyện như thế. Cơ hội vĩnh viễn đều chỉ đến một lần, nếu lúc ấy nắm cho thật chặt, ngược lại đã không phải ai oán thở dài. Ngày thứ năm, đám đệ tử ba phái đã có hơn một nửa bỏ cuộc, mọi người tụ tập lại quanh quầng sáng, vừa hâm mộ đám người còn kiên trì ở bên trong, lại nắm chặt tay tiếc vì chọn lựa của bản thân. Rất nhiều tiếng bàn tán, cũng đều là bàn xem ai có thể đi tới đỉnh cao nhất kia. Không hề nghi ngờ, tiếng hô Tô Nhan rầm rộ nhất. Bởi vì đám người trong đó đi ra đều biết rằng, hàn nhiệt luân phiên, công pháp mà Tô Nhan tu luyện không thể nghi ngờ gì chính là chiếm ưu thế lớn nhất, hơn nữa bản thân nàng chính là kẻ có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử trẻ tuổi của ba phái. Nàng nếu có thể đi tới đỉnh cao, nhất cũng chẳng có gì là lạ cả. Nhiều đệ tử Lăng Tiêu Các nghe tiếng hô này xong đều mang nét mặt rạng ngời, vô cùng kiêu ngạo. Vị trí của Tô Nhan trong lòng đám đệ tử không thấp, bất luận là sư đệ hay sư muội cũng thế. Bởi vì sức mạnh mà sự cao quý của Tô Nhan đã vượt qua cả sự ghen tị của mọi người, chỉ có sùng bái. Trên khoảng tầng thứ 5.000 bậc thang, Dương Khai cùng tỷ muội Hồ Gia vẫn gian khổ vật lộn, Dương Khai vẫn là trước sau như một, nhưng bộ dạng của hai tỷ muội bây giờ không hay chút nào. Cũng không phải nói là các nàng mỏi mệt ra sao, mà là thật sự có chút mê người. Bậc thang ẩn chứa nhiệt khí kinh người làm cho các nàng toàn thân ướt mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt quyến rũ thản nhiên nước, giống như hai quả rào chín mọng, chỉ cần cắn một ngụm là có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào và nước mọng bên trong. Nóng quá đi. Hồ Kiều Nhi vừa đi tiếp, vừa dùng tay khẽ kéo cổ áo, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, cảnh xuân như ẩn như hiện. Nàng vốn cũng chẳng mặc nhiều đồ, mồ hôi vừa túa ra làm cho quần áo dính luôn trên người, lộ ra những đường cong hoàn mỹ. Mồ hôi Hồ Mị Nhi cũng không ngừng túa ra, đôi môi như hồng bảo giờ có chút khô, nàng không ngừng dùng cái lưỡi thơm tho liếm liếm, mong làm cho nó mềm đi một chút. Nếu không, chúng ta lại nghỉ ngơi một chút đi. Hồ Kiều Nhi có chút khó chịu, nhìn chằm chằm Dương Khai đang tiếp tục bước lên mở miệng nói một tiếng, nàng không ngờ Dương Khai thực lực vốn kém mình rất nhiều mà hiện tại giống như không có việc gì, điều này làm cho nàng vừa buồn bực, vừa khâm phục. Nghe được câu nói của nàng, Dương Khai đang đi trước đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói, đi thêm một đoạn nữa thì không còn nóng đâu. Từ trên cao vừa liếc mắt nhìn xuống, đúng lúc thấy được một mảnh trắng nõn trên ngực Hồ Kiều Nhi, cùng khe sâu làm cho người ta muốn hóa sói. Dương Khai cũng có chút thất thần. Hồ Kiều Nhi đương nhiên cũng nhận thấy mình thất thổ, vội vàng thả áo lại, dùng tay giữ chặt, giận hắn nói, ngươi nhìn cái gì? Dương Khai cười ha ha một tiếng, chẳng những không thu hồi ánh mắt, ngược lại không kiêng nể nhìn dán vào thân thể hai tỷ muội Hồ Gia. Bị hắn nhìn chăm chú như vậy, tỷ muội Hồ Gia cảm thấy không được tự nhiên. Các nàng sở dĩ phải đi phía sau Dương Khai, chính là vì toàn thân ướt đẫm, dáng người thành ra như ẩn như hiện, chẳng lẽ không biết xấu hổ cùng sóng bước với hắn? Lại không ngờ tên này lại vô sỉ thế, lớn mật thế. Ngươi còn nhìn. Hồ Kiều Nhi cảnh giác kéo muội muội của mình ra đằng sau, dùng thân thể của mình để chắn, sắc mặt đỏ bừng, khó chịu nhìn Dương Khai. Ha ha. Dương Khai cười to, quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, mở miệng nói, đoạn đường đồng hành này vô cùng nhàm chán. Ven đường tuy có chút phong cảnh, đương nhiên là phải dừng chân ngắm một chút, không ngắm đúng là lãng phí mà. Ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi. Vẻ mặt Hồ Kiều Nhi vô cùng đau lòng, vốn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử, không ngờ rằng ngươi cũng xấu xa như thế. Ta chỉ hận không thể móc hai con mắt ta ném lên trên người ngươi. Dương Khai không quay đầu lại, thản nhiên nói, nam nhân ngắm nữ nhân hoàn toàn là chính đáng, liên quan gì tới chính nhân quân tử chứ? Hơn nữa, nếu ngươi giận cũng có thể móc mắt ta, tự, móc mắt ngươi làm gì? Kiều Nhi, ngươi giận tới mức hồ đồ rồi sao? Hồ Kiều Nhi lại nổi giận lôi đình, bộ ngực không ngừng phập phồng, cắn răng nói, có phải ta đánh ngươi một chút ngươi mới chịu câm miệng hay không? Những lời này của ngươi sai rồi, ngươi quên ta ngươi tới bảo hộ ta sao? Dương Khai bỗng nhiên quay đầu lại, nhíu mày,
giọng điệu đầy chế nhạo. Câu này khiến cho sắc mặt Hồ Kiều Nhi đỏ lên, sát khi toàn thân bỗng chốc xẹt hẳn xuống, nhăn nhó nói, đừng bàn việc này nữa được không? Thật đáng xấu hổ. Trước đó tự mình xung phong, bảo đi bảo vệ Dương Khai, mà giờ này nhìn hắn sao cần bảo vệ. Ngược lại chính là hai tỷ muội nàng làm ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Nghĩ tới việc này, Hồ Kiều Nhi thật xấu hổ. Được rồi, các ngươi đều nói bớt đi, còn sức thế có thể đi tiếp thêm một đoạn nữa. Hồ Mị Nhi đứng ra giải hòa. Hừ, quay đầu lên, ngươi còn nhìn sao? Hồ Kiều Nhi trừng mắt nhìn Dương Khai một cái. Dương Khai khẽ mỉm cười, cũng không gây chuyện với nàng nữa. Đi theo sau hắn, Hồ Kiều Nhi nhẹ giọng nói với muội muội, ta thấy hắn cũng không phải thứ tốt gì, sau này cẩn thận một chút, đừng để hắn ăn ngươi tới xương cũng không chừa. Tỷ tỷ, Hồ Mị Nhi vô cùng thẹn thùng. Đi được một canh giờ, Dương Khai đột nhiên dừng bước, lẳng lặng đứng yên tại chỗ, không chịu nhúc nhích. Hai tỷ muội chân bước nhanh lên phía trước, đúng lúc đặt chân lên bậc cầu thang Dương Khai đang đứng, không tự chủ dùng mình một cái. Lạnh quá đi. Hồ Kiều Nhi xoa tay, toàn thân đều nổi da gà, mồ hôi trên hai nàng cũng nháy mắt bị đông cứng lại thành băng vụn. 500 bậc liền thay đổi, lại tới chỗ Hàn Tính rồi. Cũng không nói gì, hai tỷ muội hồ ra đi tiếp, đứng gần Dương Khai, không ngừng run rẩy, giống như chú chim gặp rông vậy. Từ bậc thứ 3000 tới nay, ba người đều có thể vượt qua được, tới chỗ có Dương Tính, các nàng liền đi cách Dương Khai ra, tới chỗ Hàn Tính, các nàng lại bám sát vào Dương Khai nhờ sưởi ấm, cả dọc đường đều thế đúng là có cảm giác đồng cam cộng khổ. Thời gian lại trôi đi, thêm một ngày nữa, lúc ba người lại dừng lại nghỉ ngơi thêm một lần. Nữa, hai tỷ muội hồ ra liếc nhau, đều gật đầu, giống như hạ quyết tâm. Dương Khai. Hồ Kiều Nhi hô một tiếng. Sao? Chúng ta nghĩ lại, không đi với ngươi nữa. Đi cây hơi bất ngờ, lại cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ câu nói tiếp. Hồ Kiều Nhi khổ sở nói, với thực lực thật sự của ngươi, tốc độ hẳn là nhanh hơn một chút, nếu không phải là còn vì để ý tới chúng ta, hiện tại chắc chắn không phải chỉ tới đây. Chúng ta đi cùng ngươi cũng chỉ liên lụy tới ngươi. Hồ Mị Nhi đứng bên hơi hơi gật đầu, mở miệng nói, tỷ tỷ vốn định bảo vệ ngươi, nhưng xem ra khảo nghiệm ở đây không quá liên quan tới thực lực của bản thân, căn bản là không cần bảo vệ. Dương Khai vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn các nàng. Hồ Kiều Nhi cười nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn bỏ lại ngươi sao? Chúng là chỉ là không đi cùng ngươi thôi, ngươi tự đi trước, chúng ta sẽ đuổi theo sau. Quyết định hết rồi. Dương Khai hỏi. Ừ. Chậm chậm đứng lên. Dương Khai nói, nếu các ngươi đã quyết định, ta cũng không khuyên nữa. Đây là hai tiểu cô nương hiểu lòng người, còn khuyên giải chỉ làm cho bản thân hắn có vẻ giả tạo. Ngẩng đầu nhìn đám mây trên đỉnh núi, Dương Khai nói, cảm ơn các ngươi đã đồng hành đoạn đường này, bao nhiêu ngày qua cũng không phải là vô vị. Trên mặt Hồ Mị Nhi hiện lên vẻ vui mừng, đôi mắt lại hiện lên vẻ thẹn thùng quyến rũ, địch ý cùng cảnh giác trong lòng Hồ Kiều Nhi cũng tan ra. Ta sẽ đi lên đỉnh núi. Ta muốn thấy đỉnh núi kia có gì. Dương Khai xoay người. Cất bước đi lên, tốc độ khỏi phải nói là nhanh hơn trước rất nhiều. Nhớ rõ sau này phải kể cho chúng ta nghe. Hồ Kiều Nhi cười nói. Được. Tới khi bóng dáng Dương Khai biến thành một chấm nhỏ, hai tỷ muội hồ ra mới đứng lên, vừa khổ cực chống đỡ sự xâm lấn của hàn khí, vừa tiếp tục đi lên. Nhưng, các nàng mới bước được mấy bước, không trung đột nhiên tuôn ra hai luồng gió. Hai luồng gió vừa thổi, hai nàng đều không tự chủ được ngửa về phía sau. Ngay sau đó, thân thể hai người nhẹ bẫng, nhưng lại cứ lơ lửng như vậy, trực tiếp bị hai luồng gió đánh xuống chân cầu thang vô tận. Lúc định thần lại thì thấy thân mình đã nằm bên ngoài quầng sáng. Vẫn chưa hoàn hồn quay đầu nhìn lại, phát hiện rất nhiều người đều giống hai tỷ muội nàng, hiển nhiên là mới bị đưa ra ngoài, trên mặt còn có chút hoảng sợ, hơn nữa đều là nữ tử, không hề có một người là nam nhân. Dương Khai đâu? Hồ Mị Nhi nhìn khắp đều không thấy bóng dáng Dương Khai. Còn ở trong, Hồ Kiều Nhi thấp giọng nói. Tuy rằng nàng không biết vừa rồi rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng nếu ở đây không thấy Dương Khai, như vậy khẳng định hắn còn đang đi tiếp lên trên. Nhưng, vì sao chỉ có nữ tử bị đẩy ra? Đột nhiên xuất hiện một đám toàn nữ tử làm cho đệ tử ba phải hơi sửng sốt. Không bao lâu, đám đệ tử đều vội vàng xông tới, hỏi han ân cần tình hình của các nàng. Nghe ngóng trong chốc lát, tỷ muội hồ ra phát hiện các nàng cũng giống mình, đều là đột nhiên bị một làn gió nhẹ bao bọc đưa xuống dưới, cũng không bị thương tổn gì. Trong đám người, Lam Sơ Điệp toàn thân phát tím, lạnh đến run người, nhưng một cỗ ý chí bất khuất lại hiện lên trên đôi mắt đẹp, ánh mắt này cùng ánh mắt của Dương Khai có vài điểm giống nhau, chẳng qua trong ánh mắt của nàng thêm âm u lạnh lẽo, nhưng lại ít đi một phần độc ác. Thất bại rồi sao? Lam Sơ Điệp cực kỳ chua xót, nàng chỉ có thực lực là khí động cảnh bát tầng, mà đã leo lên được hơn 3000 bậc thang, thành tích này nếu đặt trong hàng đệ tử của ba phái quả thật là có 102. Động lực của nàng chính là sự không chịu khuất phục và một chấp niệm muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, nguyên nhân khiến nàng bị đưa xuống dưới lại là một cỗ sức mạnh không gì có thể cản, nổi, như thế nàng làm sao cam tâm.
chỉ cần ta có đủ thời gian, ta sẽ đặt chân lên được đỉnh núi ấy. Tại sao lại tống ta xuống đây? Lam Sơ Điệp nắm chặt nắm đấm, móng tay thon dài đâm thẳng vào trong da thịt của nàng. Chỉ có đau đớn mới khiến cho nàng bĩnh tĩnh lại đôi chút. Vị sư muội này, muội không sao chứ? Hồ Kiều Nhi phát hiện ra điểm dị thường của Lam Sơ Điệp, quan tâm hỏi. Lam Sơ Điệp chậm rãi lắc đầu, một giọt nước mắt không cam lòng chảy xuống. Dương Khai tiếp tục bước lên, trong ánh mắt của hắn chỉ nhìn đỉnh núi lẫn trong mây kia, hắn cũng không chú ý tới chuyện xảy ra của Hồ gia tỷ muội. Không lo lắng cho người khác nữa, tốc độ của Dương Khai đột nhiên tăng lên. Nơi này chính là vị trí trùng kích của năng lượng mang hàn tính, hàn thuộc tính nhập vào cơ thể, chân dương quyết liên tục luyện hóa, qua một chu thiên năng lượng sẽ bị ngạo cốt kim thân hấp thu. Bước qua bậc 500, năng lượng thay đổi, bước chân của Dương Khai cũng trở nên nhanh hơn. Năng lượng mang thuộc tính hàn tiến vào cơ thể cần qua quá tê dình luyện hóa, nhưng năng lượng mang thuộc tính dương thì chỉ cần trực tiếp hấp thu, qua tê dình đó cực kỳ đơn giản. Từng bước mà đi, trèo lên từng tầng, khoảng cách với đám mây càng lúc càng gần. Nhưng theo đó là áp lực cũng trở nên mạnh hơn, mỗi một lần bước qua một bậc thang, năng lượng đánh vào cơ thể cũng thay đổi theo. Nếu Dương Khai không có pháp quyết tu luyện thích hợp, nếu trong đan, điền dự trữ không nhiều dương dịch, Dương Khai cũng không bước đi nhẹ nhàng như thế. Càng ngày càng trèo lên cao, Dương Khai cảm thấy có chút không đúng. Khảo nghiệm của đỉnh núi càng ngày càng khó, nhưng nó chưa đủ để khiến người ta phải dừng lại, nếu là khảo nghiệm để truyền thừa, chắc chắn không đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút. Tâm niệm vừa động, Dương Khai gỡ bỏ phong ấn của địa ma trong người. Lúc trước, địa ma ồn ào vô cùng, một lòng mê hoặc Dương Khai, lợi dụng tấm thân xử nữ của Hồ gia tỷ muội để tu luyện vũ kỹ tà ác, Dương Khai giận giữ phong ấn thần hồn của hắn, đến lúc này mới chịu thả ra. Quả nhiên, địa ma không dám nhắc lại chuyện đó nữa, Dương Khai đem những nghi ngờ của mình nới một lần, địa ma cũng không trả lời được. Sau khi hỏi xong, Dương Khai lại phong ấn gã lại, miễn cho gã ồn ào ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Bất luận khảo nghiệm như thế nào, chỉ cần tiến lên một bước, là có thể thấy, bây giờ có nghĩ nhiều cũng không làm được chuyện gì. Hiểu rõ điều này, Dương Khai cũng buông lỏng một chút, thân thể cũng dễ chịu hẳn, tâm tình của Dương Khai chuyển biến, khảo nghiệm cũng trở nên đơn giản đi rất nhiều. Ngày qua ngày trèo lên, Dương Khai chỉ có nghỉ ngơi 3 lần, cuối cùng cũng đi đến đỉnh núi. Đám mây lượn lờ xung quanh, giống như đang ở trong tiên cảnh, quay đầu nhìn lại, cảnh lúc nãy bước lên cầu thang giống như ảo giác. Trước mắt, chỉ còn có 10 bậc thang, chỉ cần bước qua liền đi đến được đỉnh núi. Giờ chân bước lên, 9 bậc, 8 bậc, 7 bậc. Trong đầu của Dương Khai bắt đầu nghĩ lại mấy ngày cùng đi tới, sự rộn rã của mấy ngày đầu, sự kiên định của mấy ngày sau. 6 bậc, 5 bậc, 4 bậc, hồi tưởng lại xa hơn một chút, Dương Khai mới nhớ đến sự thay đổi của mình sau khi đạt được vô tự hắc thư. 3 bậc, 2 bậc, cảnh tượng của 3 năm trước hiện ra, khiến tâm cảnh của Dương Khai không tự chủ được mà gợn sóng. Dương Khai nâng chân lên, ở trên không của cuối cầu thang dừng lại. Chỉ một bước này nữa là đi đến đám mây. Nhưng Dương Khai lại không dám hạ chân xuống. Không rõ vì sao, hắn cảm giác được nếu là vẫn giữ tâm cảnh như thế, một bước này không chết cũng trọng thương. Đây chính là trực giác. Hít sâu vào một hơi, yên lặng vận chuyển chân dương quyết, Dương Khai vẫn bảo tê gì tư thế như thế. Cảm nhận được gió nhẹ thổi vào mặt, cảm nhận được những ngọn sóng trong nội tâm đã lặng đi, từng chút bình phục lại trí nhớ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lúc Dương Khai mở mắt ra, trong mắt không còn chút gì sợ hãi, chỉ có sự kiên định. Một bước hạ xuống thiên địa cộng minh, một loại áp lực vô hình bồng nhiên hạ xuống trên người Dương Khai, uy áp giống như quân lâm thiên hạ. Thân hình của Dương Khai đột nhiên chùn xuống, hai chân co lại, suýt nữa ngã khuỵ xuống đất, nhưng lúc đầu ngồi còn cách mặt đất nửa thước, thân mình hăng dừng lại. Trong nháy mắt mồ hôi ướt hết quần áo, toàn thân máu thịt đều trở nên dữ tợn, run rẩy đôi chút, cỗ uy áp này không kém chút nào cổ thiên địa uy áp lúc bản thân đang tu luyện thối thể thiên. Nhưng trong đó lại yếu đi một chút, nếu muốn so sánh, cảm giác lúc tu luyện thôi thể mãnh liệt hơn lúc này một ít, đó là chống lại thiên địa trói buộc, mà bây giờ phải đối mặt là áp lực của cường giả. Mờ mịt, Dương Khai cảm giác được trên bầu trời phẳng phất có một con mắt đang chăm chú nhìn vào mình. Thân hình cúi xuống rồi chậm rãi đứng lên, trên trán của Dương Khai nổi lên gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, hắn càng phản kháng thì áp lực càng mãnh liệt. Một tiếng kêu đau đớn truyền ra, trong miệng tràn ngập máu tươi, thân thể của Dương Khai đã bị tổn thương. Uy áp của thiên địa ta cũng có thể chịu đựng được, huống chi ngươi không phải là thiên địa. Dương Khai cắn chặt răng, toàn thân khớp xương rung động, chậm rãi nhấc lên bàn chân còn lại, hướng về phía cuối của cầu thang bước đi. Dường như trong nháy mắt đã trôi qua 100.000 năm, lúc Dương Khai chịu đựng 100.000 cay đắng để bước lên bậc thang một bước cuối cùng thân thể của hắn cũng thẳng lên. Áp lực đột nhiên biến mất, lúc này đây Dương Khai đã phá vỡ trói buộc vô hình kia. Năng lượng khổng lồ trong không khí dũng mãnh quán nhập vào thân thể của Dương Khai. Nguyên khí trong cơ thể lay động không ngừng, một lát sau Dương Khai cười hắc hắc lau đi máu còn dính trên khóe miệng, khai nguyên cảnh bát tầng. Bước qua vô tận bậc thang,
lại khiến cho thực lực của bản thân đột phá một tầng cảnh giới, đúng là thu hoạch không nhỏ. Ngẩng đầu lên, Dương Khai thấy được cung điện đang ẩn tàng trong đám mây. Nhưng ở phía dưới cung điện vẫn như cũ có một con đường toàn bậc thang. Chẳng qua số bậc thang cũng không có nhiều bằng lúc trước, Dương Khai nhìn qua thấy chúng chỉ có 100 bậc mà thôi. Khảo nghiệm lần thứ 2 sao? Dương Khai thì thào tự nói. Bạn đang xem Võ Luyện Đỉnh Phong tại kênh YouTube Recap Phim. Không chần cứ chút nào, Dương Khai cất bước về phía trước. Lúc bước lên bậc thang đầu tiên, một cỗ năng lượng mang thuộc tính dương xuất hiện tại bên mình của Dương Khai. Cỗ năng lượng này giống như những sợi tơ màu đỏ, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Dương Khai ngạc nhiên, đưa tay bắt lại chúng nó. Vận chuyển chân dương quyết trực tiếp hấp thu. Lì lạ. Dương Khai không hiểu, nếu tầng thứ 2 khảo nghiệm là như thế này, chẳng phải vẽ rắn thêm chân sao? Những chuyện như thế này ở mấy ngày trước hắn cũng đã trải qua vô số lần, chẳng qua mấy ngày trước là năng lượng trùng kích, còn bây giờ thì chỉ lơ lửng ở trước mặt, xem ra cũng chẳng khác nhau là mấy. Không suy nghĩ nữa, bởi vì Dương Khai cũng chẳng có manh mối gì. Cứ giống trước kia cứ bước lên, mỗi lần bước qua một bậc thang, bên cạnh hắn lại xuất hiện một dòng năng lượng thuộc tính dương, Dương Khai vừa bước vừa hấp thu, đưa chúng nó hóa thành năng lượng của bản thân. Qua 100 bậc thang, có thể khiến đan điền có nhiều hơn 2 giọt dương dịch. Bước lên 99 bậc, Dương Khai lại phát hiện có chút gì đó không đúng, nhìn lên thì thấy ở bậc thang thứ 100 có một dải hàn băng chắn đường. Giơ tay chạm thử, lạnh lẽo vô cùng, trong sự lạnh lẽo còn mang theo một thứ gì đó, chân dương quyết cũng không có biện pháp luyện hóa. Càng kỳ lạ là, lúc Dương Khai chạm tay đến hàn băng, thì năng lượng thuộc tính dương bị hắn hấp thu lúc trước, không chịu sự khống chế của đan điền rồi bừng lên, trực tiếp tiêu tan trong không khí. Ngay sau đó, Dương Khai đã bị tống xuất đến bậc thang đầu tiên. Nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn những bậc thang mình vừa đi qua. Nhưng lúc này mình lại trở lại bậc thang đầu tiên. Chẳng lẽ bậc thang thứ 100 mới chính là vật cản của lần khảo nghiệm này sao? Nếu là như thế, vậy mình phải phá vỡ tầng băng kia mới có thể thông qua. Thế làm sao để phá giải? Dương khí là khắc tinh của hàn băng, có lẽ mình nên thử một lần. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Khai lại bước lên trên bậc thang. Giống như lúc trước, vẫn là một dãy bậc thang tràn đầy năng lượng mang thuộc tính dương. Không mất bao lâu thời gian hắn đã đi tới chỗ hàn băng chắn đường. Hít sâu vào một hơi, nắm chặt nắm đấm, vận chuyển nguyên khí đánh ra một đòn viêm dương bạo. Ẩm vang một tiếng, nguyên khí lao thẳng vào hàn băng, giống như ném đá vào biển rộng, không xuất hiện một chút gợn sóng nào. Dương Khai một lần nữa lại trở lại bậc thang đầu tiên, năng lượng vừa mới hấp thu đã tiêu tan hết. Viêm dương bạo không dùng được, vậy thì dù có sử dụng tinh ngân cũng không thể phá được tầng băng này. Vậy mấu chốt là cái gì? Dương Khai nhắm mắt suy nghĩ một lát, trong lòng có đôi chút hiểu ra. Đến lần thứ 3 bước kên, mỗi lần Dương Khai bước qua một bậc thang lại dừng lại suy nghĩ một chút, bắt lấy những năng lượng giống sợi tơ rồi cầm ở trên tay. Hắn không hấp thu nữa, mà chỉ nắm lại chúng. Theo số bậc thang bước qua càng nhiều thì sợi năng lượng màu đỏ cũng nhiều lên, càng ngày càng cuồng bạo, thậm chí đã tổn thương đến tay của Dương Khai. Điều này đối với người tu luyện chân dương quyết mà nói, thật là không thể tin nổi. Nhưng dương khí này kỳ lạ như vậy, không hấp thu chúng nó liền bạo động không yên, từng giây từng phút công kích Dương Khai. Chịu đựng đau đớn trên tay, Dương Khai không rên một tiếng. Điều làm cho người ta thấy lạ chính là, theo thời gian trôi qua, dương khí trên tay càng ngày càng an ổn trở lại, dường như tìm được nơi quy tụ, không còn dãy dụa phản kháng nữa, lại càng không công kích chút nào. Khóe miệng của Dương Khai nổi lên nụ cười, hắn cảm giác được phương pháp này đã đúng. Theo thời gian càng lâu, dương khí trên tay Dương Khai tụ lại ngày càng nhiều dẫn đến hình thành một quả cầu lửa, nhưng Dương Khai vẫn không bị thương khi cầm nó. Một lần nữa bước lên bậc thứ 99. Dương Khai đưa quả cầu đến mặt của hàn băng, lúc này Dương Khai cũng không bị tống xuất. Hấp thu dương khí khiến hàn băng truyền đến một tiếng rắc, chợt giống như tấm gương bình thường bị nứt tạo nên vô số khe hở, dầm một tiếng sập xuống, một tòa cung điện nguy nga hiện ra trước mắt của Dương Khai. Đường đã thông. Ngay lúc tấm chắn hàn băng vỡ vụn, trên chiếc thang vô tận kia truyền ra tiếng gào thét phẫn nộ, không cam lòng của giải hồng trần. Y hao tổn tinh thần, khó khăn lắm bây giờ đã sắp leo lên đỉnh phong, cách đỉnh đó chỉ còn 100 trượng. Vốn nghĩ rằng thắng lợi trong tầm mắt, nhưng không ngờ lại có một luồng nhu phong lướt qua. Y bị luồng nhu phong ấy cuốn xuống phía dưới như chị em hồ ra mấy ngày trước. Không. Giải hồng trần hét lớn, hai tay đưa ra, dường như muốn nắm lấy bậc thang cuối cùng kia để ở lại nơi này. Nhưng trong tầm mắt, điểm cuối cùng của chiếc thang kia lại ngày càng cách xa mình. Không. Giải hồng trần ngửa mặt lên trời gào thét. Bao nhiêu ngày kiên trì và cố gắng, mắt đã nhìn thấy điểm đích cần đến, vậy mà trong khoảnh khắc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Đây không phải là vấn đề của bản thân, mà có người đã đến đích trước mình một bước. Truyền thừa chỉ một người có thể đạt được, cho nên mình bị định sẵn là kẻ thất bại nên mới bị nhu phong cuốn xuống. Là ai? Trong đôi mắt đỏ ngầu của giải hồng trần lóe lên từng thân ảnh một, cuối cùng vẫn cảm thấy Tô Nhan có khả năng lớn nhất. Là nàng sao?
sự không cam lòng của Giải Hồng Trần đã chậm lại rất nhiều nhưng vẫn còn rất mãnh liệt. Lúc định thần lại, Giải Hồng Trần phát hiện ra mình đã đến một nơi xa lạ. Ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi đây hẳn vẫn là bên trong truyền thừa động thiên, nhưng bốn bề không thấy một bóng người. Đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ rất lâu, khóe miệng Giải Hồng Trần nở một nụ cười lạnh lùng. Tô Nhan, nếu thật sự là nàng đã đạt được truyền thừa ở nơi đây, vậy thì ta càng không thể bỏ qua cho nàng. Cùng bị Nhu Phong cuốn xuống với Giải Hồng Trần, còn có những người khác của đệ tử Tam Phái. Chẳng qua là những người này đều là nam tử, không một ai ngoại lệ, giống như tình hình các nữ đệ tử Tam Phái gặp phải mấy ngày trước. Không giống những nữ đệ tử kia, họ bị phân tán ra khắp các ngóc ngách của truyền thừa động thiên. Rất nhiều người nản lòng trong chốc lát rồi lại đứng dậy lần mò bước tiếp. Đã không thể nào có được truyền thừa, vậy thì xem ở đây có gì hay có thể lấy đi. Trong đám mây, cung điện huy hoàng đó đã dần dần hiện ra trước mắt Dương Khai. Cửa chính cao tới mấy chục trượng rộng mở, dường như đang chào đón Dương Khai. Không bước về phía trước, Dương Khai đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt cảm nhận những gì được mất trên đường tới đây. Nếu nói bậc thứ nhất của chiếc thang vô tận khảo nghiệm tâm tính và ý chí của con người, thì bậc thang bách đạo thứ hai khảo nghiệm sự khống chế năng lượng thuộc tính dương. Duy chỉ có khống chế triệt để năng lượng tơ hồng trong 99 bậc thang đó mới có thể phá vỡ được tấm chắn hàn băng ở bậc thang cuối cùng. Rất lâu sau, Dương Khai mới khẽ mỉm cười, rảo bước đi về phía trước. Trong khoảnh khắc này, rõ ràng hắn cảm thấy chân dương nguyên khí trong nội thể mình đã có một vài thay đổi khác lạ. Xuyên qua cửa chính rộng mở kia, bước vào cung điện, Dương Nguyên Ấn trên ngực bỗng nhiên có phản ứng vô cùng kịch liệt. Trước kia, lúc Dương Nguyên Ấn cảm nhận được năng lượng thuộc tính dương, căn cứ vào sự mạnh yếu của những năng lượng này, đều sẽ có phản ứng ở những mức độ không giống nhau. Nhưng trước giờ chưa lần nào mãnh liệt như ngày hôm nay, mãnh liệt tới mức vùng ngực của Dương Khai có cảm giác nóng bỏng. Thần sắc ngưng trọng, thuận theo phương hướng chỉ dẫn của Dương Nguyên Ấn đi tới. Không lâu sau, Dương Khai liền nhìn thấy giữa không trung cách mặt đất khoảng mười mấy trượng có một quả cầu năng lượng cực lớn đỏ trắng đan sen trôi lơ lửng ở đó. Chính là quả cầu năng lượng có đường kính khoảng 3 thước này mới khiến Dương Nguyên Ấn có phản ứng. Nhưng điều khiến Dương Khai cảm thấy kỳ lạ là trong quả cầu năng lượng này không chỉ ẩn chứa năng lượng thuộc tính dương nóng bức, mà còn một cỗ năng lượng thuộc tính hàn tê bốt thấu xương. Hai loại năng lượng trái ngược nhau trộn lẫn cùng một chỗ, nhưng lại tương dung với nhau, không hề xung đột. Trong quả cầu năng lượng lâu lâu lại hiện lên từng hoa văn mờ ảo. Nhìn kỹ lại, thần sắc Dương Khai chợt chấn động. Đó chính là hình vẽ long cao cửu thiên, phượng minh cửu tiêu. Hình rồng hình phượng, thoát ẩn thoát hiện, giống hệt cảnh tượng xuất hiện trước truyền thừa động thiên trước đây. Đây chính là truyền thừa. Dương Khai nheo mắt lại. Lúc đang tỉ mỉ đánh giá, khóe mắt liếc qua, dường như có một vệt trắng thanh khiết động đậy. Ngay sau đó, hai ánh mắt liền đổ dồn lên người mình. Dương Khai vội vàng nhìn về phía vệt trắng tinh khiết đó, bất giác sững sờ. Bốn mắt nhìn nhau, thần sắc trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ không thể tin. Tô Nhan, như thế nào đi nữa Dương Khai cũng không ngờ nơi này, ngoài mình ra lại còn có người khác, mà người này lại là Tô Nhan. Lúc này nàng đang khoanh chân ngồi dưới quả cầu năng lượng kia. Một thân trắng như tuyết, một thân băng thanh ngọc khiết. Là ngươi. Ánh mắt tuyệt đẹp của Tô Nhan cũng có một tia kinh ngạc, đồng thời cũng có chút thư thái. Dường như trước giờ suy nghĩ mãi vẫn không lý giải được vấn đề, sau khi Dương Khai tới thì đột nhiên hiểu ra. Mỉm cười. Gặp vị sư tỷ này ở đây lại khiến Dương Khai cảm thấy bất ngờ và thân thiết. Bước tới, đứng trước mặt Tô Nhan, ngẩng đầu nhìn lên quả cầu năng lượng giữa không trung, lại nhìn nàng, hỏi, tỷ tới bao lâu rồi? Khoảng chừng 4-5 ngày rồi. Tô Nhan bình thản đáp lại, thanh âm vẫn lạnh như băng, nhưng không có sự xua đuổi người ta ra xa ngàn dặm như ban đầu. 4-5 ngày. Dương Khai thầm líu lưỡi, thầm nghĩ thật không hổ là thiên chi kiều nữ của Lăng Tiêu Các. 4-5 ngày trước, mình vừa mới tách ra khỏi chị em Hồ gia. Lúc đó mình mới đi được một nửa của chiếc thang vô tận mà thôi, vậy mà nàng đã đến đây rồi. Tốc độ này, nhanh hơn mình rất nhiều, rất nhiều. Điều Dương Khai không biết là chính vì Tô Nhan vượt qua khảo nghiệm, vào trong đại điện, những nữ tử kia mới bị Nhu Phong cuốn xuống. Cho đến khi hắn tới đây, nam tử trên chiếc thang vô tận kia cũng bị cuốn xuống. Có thể nói, bây giờ nơi đây chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngồi xuống nói. Tô Nhan ra hiệu. Dương Khai gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống đối diện nàng. Ngồi sát quá khiến cho khuôn mặt của Tô Nhan hiện lên vẻ không tự nhiên, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Hai người im lặng nhìn nhau, Dương Khai đột nhiên cười, mở miệng nói, ta leo lên vạn bậc thang, lại leo lên 100 bậc thang mới tới đây. Trong vạn bậc thang ấy, cứ 500 bậc lại thay đổi, nóng lạnh luân phiên, ngăn chặn người ta bước tới. Trong 500 bậc thang ấy, ta nhận được 99 luồng năng lượng thuộc tính dương, phá được một tấm chắn hàn băng. Tô Nhan cũng cười, ta cũng leo lên vạn bậc thang, cũng gặp phải những thứ như ngươi, cũng leo lên 100 bậc. Thang, nhưng ở đó, ta nhận được 99 luồng năng lượng thuộc tính hàn, đóng băng một biển lửa. Nụ cười này của nàng, quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành,
giống như một làn gió xuân thổi qua một vùng đất bị đóng băng. Thế giới tuyết trắng trong chốc lát liền xanh tươi rạt rào, mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở. Dương Khai nhìn, bất giác ngẩn ngơ, cả người từ trong ra ngoài đều cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Tô Nhan chớp chớp hàng mi dài, đưa ánh mắt sang chỗ khác. Ta lại không biết, tỷ cười lại đẹp đến vậy. Dương Khai hết lời khen ngợi. Ta với người không quen. Khuôn mặt băng khiết của Tô Nhan hơi ửng đỏ, thần sắc thản nhiên. Một lần xa lạ, hai lần quen thuộc. Đối diện với vị nữ thần khiến đệ tử tam phái tôn kính sùng bái này, Dương Khai trêu đùa không hề e dè. Tô Nhan tỏ ra không muốn tiếp tục đùa giỡn với hắn, bật hơi nói, ta nói cách nhìn nhận của ta cho ngươi nghe một chút, nếu cảm thấy có chỗ nào không thỏa đáng thì nói với ta. Ừ, Dương Khai trịnh trọng gật đầu. Hắn biết điều Tô Nhan muốn nói chắc, chắn là chuyện liên quan đến truyền thừa này. Dù sao nàng đã đến đây 4-5 ngày rồi, biết nhiều chuyện hơn mình. Điều chỉnh suy nghĩ một chút, Tô Nhan khẽ hé đôi môi đỏ hồng, tất cả chúng ta đều nghĩ sai rồi. Đệ tử tam phái đều cho rằng truyền thừa nơi đây chỉ một người có thể có được. Nhưng từ tình hình trước mắt có thể thấy, nơi đây là truyền thừa của hai người. Sự dung hợp giữa hàn và nhiệt của chiếc thang vô tận kia chính là chứng cứ tốt nhất. Nơi đó không chỉ là nơi để khảo nghiệm tâm tính và ý chí của một người, còn là cửa ải tuyển chọn người kế thừa. Dương Khai gật đầu. Hắn cũng đã nghĩ đến điểm này, chẳng qua là luôn suy đoán, không dám khẳng định. Còn về lần khảo nghiệm thứ hai mà ta và ngươi trải qua không giống nhau, lại to nhỏ khác nhau. Khảo nghiệm lực khống chế thuộc tính năng lượng của bản thân ta và ngươi. Chỉ có thông qua hai tầng khảo nghiệm này mới có thể đến được đây. Tô Nhan vuốt tóc, hơi cúi đầu, để lộ cần cổ trắng ngần, thon dài. Nhẹ giọng nói, trước khi ngươi đến, ta còn không dám khẳng định, nhưng sau khi thấy, ngươi đến đây, ta mới hiểu rõ vài điều quan trọng. Ngươi nhìn thấy thứ trên đầu chúng ta chứ? Dương Khai ừ một tiếng. 4-5 ngày nay ta vẫn luôn thử hấp thụ nó, nhưng không có kết quả gì. Nó luôn gạt bỏ ta, nếu đúng như những gì dự liệu, thì nhất định phải do hai người chúng ta vận công cùng lúc mới có thể kéo nó xuống, từ đó có được truyền thừa nơi đây. Những điều Tô Nhan nói rất đơn giản nhưng rõ ràng là quan trọng. Tỷ muốn làm như thế nào? Dương Khai nghe xong liền hỏi. Truyền thừa nơi đây không còn là chuyện của một người nữa, mà liên quan đến hai người, hắn và Tô Nhan. Cho nên bất luận là ai đều không có quyền quyết định. Không ai biết sau khi có được truyền thừa nơi đây, quan hệ của hai người sẽ như thế nào. Nhưng truyền thừa đã là của hai người, đến lúc đó chắc chắn sẽ không còn xa lạ như trước nữa. Đối với bản thân Dương Khai mà nói, hắn đương nhiên vui vẻ cùng tận hưởng với Tô Nhan. Vị sư tỷ lạnh lùng này ngoài lạnh trong nóng, người rất tốt, đương nhiên Dương Khai sẽ không bài xích nàng rồi. Bây giờ chỉ chờ xem ý kiến nàng ra sao. Nếu Tô Nhan không muốn có được truyền thừa nơi đây cùng mình, Dương Khai cũng không miễn cưỡng. Tô Nhan rõ ràng cũng đang suy nghĩ đến điều này, thần sắc không kìm được có chút chần chừ, đắn đo. Nàng không biết sau khi có được truyền thừa, mình và Dương Khai sẽ như thế nào. Nhưng cứ nghĩ đến vài ngày trước hắn thấy chết không lui, cứu mình khỏi sự xông pha của quy hình yêu thú. Sự chần chừ, đắn đo của Tô Nhan lại có vẻ buông lỏng. Một lúc sau, trong sự chờ đợi im lặng của Dương Khai, Tô Nhan mới từ từ ngẩng đầu lên. Nàng nhìn chằm chằm vào Dương Khai, dường như không muốn bỏ qua bất cứ thần sắc nào trên khuôn mặt của Dương Khai. Ngữ khí kiên quyết, nói, nếu ta nói, ta không muốn vì một vài ngoại lực, trói chung với một người không quen biết lắm, mặc dù là truyền thừa cũng được. Ngươi sẽ thất vọng chứ? Dương Khai trầm ngâm, gật đầu, một chút. Thần sắc Tô Nhan buồn bã. Nhưng ta sẽ tôn trọng lựa chọn của tỷ, tỷ có tự do của mình, ta có tự do của ta. Nếu tỷ không muốn, thì không cần. Thần sắc Dương Khai thản nhiên, rồi lập tức từ từ đứng dậy, nói với Tô Nhan, nếu tỷ thực sự không muốn, vậy chúng ta đi thôi. Đi đâu? Tô Nhan ngẩng đầu hỏi. Điệu bộ nàng ngước cổ lên rất thú vị, bớt chút lạnh lùng, thêm phần linh động, tò mò. Đi ra. Dương Khai cười khẽ, tỷ không muốn truyền thừa này, chúng ta ở lại đây làm gì? Ai nói ta không muốn? Đã đến đây rồi, sao có thể tay không trở về? Tô Nhan nở một nụ cười thản nhiên, trong nụ cười có chút giảo hoạt. Tỷ đùa ta. Sắc mặt Dương Khai trầm xuống, khổ sở nói, ta lại tin tỷ, không ngờ tỷ lại lừa ta. Chỉ là thăm dò nho nhỏ mà thôi, không cần phải tức giận như thế chứ. Nam nhân các ngươi không phải luôn luôn tự xưng là khoan hồng độ lượng sao? Sao ngay cả câu trêu đùa của nữ tử cũng không chịu nổi? Tô Nhan mím môi, thản nhiên nhìn Dương Khai. Dương Khai vẫn còn tức giận, không chịu đứng dậy, ngồi lì trước mặt Tô Nhan, thở dài nói, Tô Nhan, tỷ như vậy thật không có khí phách của sư tỷ. Ngươi đã gọi thẳng tên ta rồi, vì sao ta còn phải làm sư tỷ? Dương Khai nghẹn họng, hắn chưa bao giờ phát hiện ra nữ tử lạnh lùng, như băng tuyết này mà miệng mồm lại nhanh nhẹn như vậy. Bản tính của nữ nhân. Nhưng mấy câu trêu đùa này lại khiến cho mối quan hệ của hai người gần gũi hơn rất nhiều. Dù là hôm đó Dương Khai cứu mạng nàng cũng chưa từng có tác dụng như thế này. Gượng cười, Dương Khai giơ tay đầu hàng, được, ta sai rồi. Thấy hắn mồm mép lém lỉnh,
Tô Nhan lại trở nên nghiêm túc, mở miệng nói, đã quyết định tiếp nhận, vậy thì bắt đầu đi. Có thể nhận ra, nàng vẫn còn hơi căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả lúc nãy rất nhiều. Làm như thế nào? Dương Khai nghiêm chỉnh hỏi. Vận chuyển công pháp thuộc tính dương của ngươi. Tô Nhan nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển băng tâm quyết của mình, một cỗ hàn ý lạnh thấu xương từ từ phát ra. Dương Khai cũng vội vàng vận chuyển chân dương quyết, chân dương nguyên khí nóng bức tuôn chảy trong kinh mạch. Hai loại công pháp đối nghịch nhau đang vận chuyển. Toàn bộ đại điện liền có một vài phản ứng khác thường, tiếng ầm ầm vang lên bên tai không dứt. Nghe thấy động tĩnh này, sắc mặt Tô Nhan vui vẻ, biết suy đoán trước kia của mình không sai. Chỉ dựa vào một trong hai người, mình và Dương Khai đều không thể có được truyền thừa nơi đây, duy chỉ có hai người vận công cùng lúc mới có khả năng thành công. Thời gian trôi đi, quả cầu năng lượng treo lơ lửng trên đầu hai người cũng dần dần có phản ứng, giống như bị một bàn tay dẫn dắt, đang chậm chậm hạ xuống. Long hình phượng ấn trong quả cầu năng lượng ấy lại di chuyển qua lại như con thoi, biến ảo không ngừng, thoát ẩn thoát hiện khiến người ta không kịp nhìn. Ước chừng nửa canh giờ, quả cầu năng lượng cao khoảng chục trường ấy mới hạ xuống vị trí ở giữa hai người. Long hình phượng ấn ẩn hiện càng nhanh mạnh. Hào quang đỏ trắng đan xen lưu động không ngừng, mang theo một luồng hào quang mờ ảo. Cùng với tiếng rồng gầm vang dội và tiếng phượng hót lảnh lót, quả cầu năng lượng kia đột nhiên vỡ ra làm đôi, hóa thành một con hỏa long, một con băng hoàng. Hai con chia nhau ra, lần lượt chui vào nội thể của Dương Khai và Tô Nhan. Cơ thể hai người đều run lên, giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ thống khổ, dãy giụa. Bên này, lúc hỏa long chui vào nội thể Dương Khai, hắn đột nhiên phát hiện trong kinh mạch có thêm một cỗ năng lượng thuộc tính dương dồi dào, mà hùng hồn. Cùng lúc đó, còn có một vài thông tin tràn vào trong đầu. Không dám chậm trễ, chân dương nguyên khí điên cuồng vận chuyển, Dương Khai muốn chuyển hóa những năng lượng đó thành dương dịch. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ vạn phần đó là chân dương quyết của mình, không thể chuyển hóa những năng lượng này. Bất luận nỗ lực như thế nào, chúng đều không thể biến thành dương dịch, chìm vào trong đan điền như mọi khi. Cùng với sự va chạm của cỗ năng lượng dồi dào này, kinh mạch và huyết nhục bắt đầu đau nhói như bị lửa thiêu đốt, trong đầu bắt đầu hiện lên những suy nghĩ khó hiểu. Ngũ giác trở nên nhanh nhạy. Dương Khai rõ ràng ngửi thấy một làn hương thơm nhẹ nhẹ ở một nơi không xa phía trước truyền đến. Mùi hương này là mùi cơ thể của Tô Nhan. Mùi hương xông vào mũi, như mang theo một năng lượng nào đó, chạm vào tâm can, động lòng người, khiến tim đập rộn lên, dung hòa huyết dịch, máu sôi trào, lưu động nhanh hơn. Đây là sự kích động và dục vọng nguyên thủy. Sao lại thế này? Tâm trạng Dương Khai chấn động mạnh, vội vàng xem xét thông tin hỏa long dung nhập vào đầu mình lúc nãy. Một lát sau, thần sắc Dương Khai trở nên cổ quái. Mở mắt ra, vừa nhìn thấy ánh mắt Tô Nhan đang nhìn về phía mình. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.